Vâng, hello, xin mến chào tất cả bác nhá. Và chính chủ buổi trưa hôm nay thì anh em chúng em đang tập trung là dọn nhà một số cái hàng nâng cấp của khách hàng, thì hôm nay em sẽ quay. Thì vì nó gần trưa nên mình quay một lửa chỗ này thôi, thì tí nữa em sẽ quay thêm một lửa nữa em ghép thành clip thì mới kịp. Còn nếu không kịp thì mình sẽ quay lần này và chiều sẽ cũng quay thêm mẻ nữa. Thì trong vài hôm nay thì em thâu một số sản phẩm hàng nâng cấp của khách hàng cũng rất là nhiều, và một số mã mà bên em về hàng thì sau em vệ sinh xong. Nhà đợt này em quay em rút kinh nghiệm là em sẽ nghe vệ sinh nó đẹp đi, như này cái đẹp ống này. Trước khi quay đến pha các bác, tóc xăng cho anh tắt đi, anh quạt đi với. Để máy nó thu âm vào. Thì báo cáo biết thì thời điểm này thì bên mình đang ra chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn với tất cả sản phẩm âm thanh, từ những sản phẩm sự kiện, gia đình, ra phòng hát, nói chung tất cả đều các model noa, từ hàng mới đến hàng bãi bên em đều hỗ trợ áp dụng mức giá rất là tốt cho anh em nào có nhu cầu mua thẳng, có nhu cầu mua nguyên combo đều được khuyến mãi, cũng như là nhu cầu kể cả những bác nào có đổi cát thì em vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi đó. Thì quay vào vấn đề hôm nay thì vừa muộn rồi, vừa quay là bây giờ là gần 12 giờ các bạn. Gần 12 giờ đáng nhẽ bày ra nhiều hơn, định bỏ thêm cả những con đẩy nước bên trong kìa ra thêm. Nhưng mà thì quay nó trưa quá rồi nên là em sẽ quay tạm gần này, chiều em sẽ quay thêm một đoạn nữa, em sẽ ghép thành một clip để quay lên kênh phụ bác anh em. Thì đầu tiên em có mấy con đẩy này em thâu của khách hàng này. Con đẩy này thì đẩy hôm nay thì có hai con thì ngon, hai con ngon nhá. Và một con này thì cũng ngon nhưng mà nó bị lỗi. Về vì nó rẻ lắm, về bán cho anh em em về xử lý nhá. Cái con này là bán thợ nhá, chứ đẩy bán thợ, còn anh em thợ anh em cũng lẻ thì không nên lấy. Để nói rõ luôn thì là các bác lấy về các bác không có biết tay nghề, bác mang ra thợ nhiều khi là người ta sửa công nó cao thì ra được thì nó phí đúng không ạ? Nhưng cái giá này thì vô cùng rẻ rồi. Đây để dài thì cái đây về anh này. Thì đây xe thì cái con đẩy trước đây. Chúng ta đẩy xe lên ở nhảy Yamaha trước đi. Con này bác chủ mua nhà em mua lâu rồi. Mấy phải đôi năm, hơn 2 năm rồi, còn lâu nói chung 2-3 năm rồi. Em hôm qua vệ sinh cho bác rồi đấy. Vệ sinh rồi em quay, thì con này đang bị lỗi anh em nhé. Trước mắt các bác là con đẩy Yamaha XP10.000. Đây con đẩy hàng Trung Quốc loại 1 chứ không phải hàng xịn đâu nhá anh em nhé. Nhưng nó hàng China. Vì cái cục em bán đây là hàng thứ nhất là em bao zin này, chưa sửa chữa gì này. Nhưng nó đang bị lỗi nhá anh em nhé, lỗi một vế, lỗi nghe lỗi một kênh, còn đang dùng được một kênh. Em bán có 2.2 triệu thôi, con này size 3U nhá, với công suất cho ra nó là 1.600W một kênh. Đâu nhá, 1.600 đến 1.700W một kênh, chạy sử dụng là 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 16, 32 và 64 sò. Bác nhìn quả nguồn, size 3U nguồn này, hết găng tay luôn, nguồn 21, 22 phân nhá, size 3U luôn. Đỡ cho anh cái, tóc xoăn đây. Em bán bằng coi như bằng giá trị nguồn đồng mà đẩy thì đang hoạt động được một vế bình thường. Có đẩy Yamaha XP10.000. Ở đây có mấy vết han đã dùng han nhẹ. Vệ sinh cho bác rồi nhá, em xịt bụi. Qua tiện là có máy hơi xịt cho anh em. Lắp đây. Lắp em vệ sinh rồi, giá là 2.2 triệu đó nhá. Em bị do lỗi đèn báo Clotech này, kênh B báo Singer không ra nha. Nghĩa ở đây là lỗi kênh B không ra nha. Đấy thì dễ hiểu, còn đánh được một kênh thôi. Kênh A chạy được, kênh B là lỗi. Thì anh em về anh em có thể thợ thuyền anh em xử lý các bác nhá. Thì có 2.2 là một con đẩy 3U nhá, công suất là 1.600 đến 1.800W nha anh em nhá, 64 đèn, nguồn to như lồi cơm điện luôn. Bán về anh em lấy nguồn hoặc là anh em về sửa tí này anh em được một vế lốt, còn lại anh em chơi, vì đấy là em để nguyên trạng thái không sửa mà là khách gửi cho mình lỗi là mình để nguyên vậy bán cho anh em rõ luôn. 2.200.000 đồng ok cho ra đi. Con này bán thợ nhá, hết lẻ em không bán con này đâu, vì bán hết lẻ nhiều bác về các bác không ấy được, bác hỏi em nhiều lắm, thì ra không hay hỏi rồi, không may các bác mang ra thợ người ta cũng cộng công nhiều lên ấy, nó phí hoài ra. Thì bán cho thợ anh em chỉ có thể bỏ ra sức một tí này, anh em có công nó đẩy đấy rồi. 2.2 triệu bác nhá, con đẩy 3U nhá, cho ra đi, cho đẩy Việt Nam lên đi. Hôm nay có mấy đôi loa ngon đẹp cho bác này, bác nào mua loa này tuyệt vời. Mới đôi em xả, đẹp lắm. Đây con để hàng Việt Nam bác nhá. Xe 18 này. Hai nguồn. Đây chạy 32 đèn, hai nguồn nhá bác nhá. Xe 18 này. Con này size nó cũng là size 3U. Gọi là 2U rưỡi, bộ gần 3U, con này chạy 32 đèn thôi. Đây hàng Việt Nam bác nhá. Con này thì đang hoạt động bình thường nhá. Các lưu ý cho em này, con này đang hoạt động bình thường nhá. Chỉ có mà em test thì em thấy là đang hoạt động bình thường, nhưng đèn báo Blotech nhà, cái đèn thì nó báo Blotech nhưng vẫn chạy bình thường, nhưng hàng Việt Nam là rác nên là không biết là chế độ đèn người ta làm thế nào thì mình không biết được, nhưng chỉ biết là
mình nhìn thấy là đèn là báo Bluetech đấy. Con này thì báo cáo bác thì là vẫn đang chạy bình thường nhá, nhưng mà có một cái lỗi nhỏ này là thứ nhất là quạt, một quạt là không chạy anh em nhé, quạt không chạy bình thường, về anh em thay cho em quạt, giá chỉ có 1.450.000 thôi, mà size 3U chạy bình thường, về em 1.6 nhưng em thấy là còn một quạt không chạy thì thôi bớt cho bác, thì về anh em thay quạt, hay một quạt không chạy nhá, em một bên quạt không chạy vậy, và cái đèn của nó vì đây hàng giáp mà, hàng đây Việt Nam mà nó giáp nên là nó cái đèn thì em thấy nó hiển thị là Bluetech thôi nhá anh em nhá. Nhưng đang chờ đây đẩy đang hoạt động bình thường nhá, nhưng hiển thị đèn là đèn Bluetech. Có thể anh em có thể là đấu nhầm đèn hay nào thì mình không biết được. Nhưng có để chưa sửa chữa gì, zin. Vì đây để chế mà, nói chung là hàng Việt Nam thì gọi là hàng chế. Thì quan trọng là có 1.450.000 là rất là rẻ. Vì bác tưởng tượng em bán nó bằng giá xác của hai cục nguồn này thôi. Như giá xác của hai cục nguồn này thôi. Mới đẩy thì đang hoạt động bình thường, chỉ về thay cho em một cái quạt. Ok chưa? Thay giúp em một cái quạt nha anh em nhá. Giá 1.450.000, size 3U. Đấy, con này Việt Nam chạy 32 đèn, con này với công suất nó rơi 800W đấy. Nhưng lên 32 đèn 2.500, còn nặng lắm, ưu tiên những bạn nào gần mày cả hát các bác nhá. Xe 18 à, cái này hai công tắc à? Công tắc thưa AB. Ôi giời. Các bác về đánh súp con này cũng tuyệt vời này. Hai công tắc cho hai bên nhá anh em nhá. Ok cho ra đi. Ra đây em ơi. 1.450.000 đồng nhá anh em nhá. Tiếp theo cho luôn con đẩy vãi lên đi. Con này em thâu này khách. Có để trong tình trạng zin anh em nhá, đẹp, zin đẹp này, con DMX MP700. Phải zin nhưng mà nó đang bị một lỗi nhẹ thì nó là một quạt không chạy, về anh em mua quạt khác thay vào cho Hiếu Minh nhá. Một quạt này. Anh em thay cho em cái quạt, cái mua quạt này hết tầm độ khoảng chắc là 15-20 nghìn, mua lên Shopee mua. Nhưng nếu mình không có thời gian thì bờ đẩy đang hoạt động bình thường, chứ em test là một quạt nó không chạy thôi thì nó chết quạt đấy, anh em về mua quạt khác. Còn đâu đẩy đang hoạt động bình thường nhá, giá 2.250.000 đồng. Nhưng cái này không nói về các bạn, nó linh kiện thay này thì vẫn là zin, chứ nó không liên quan đến lỗi lầm gì cả. Cái này thì khách lẻ mua cũng được, với các bác chịu khó đặt mấy một cái quạt về xem nó cái in bao nhiêu nha, kích thước này là bao nhiêu thì bác đặt về một cái về anh em dùng, còn đẩy thì chúng ta bạn thì mình bao zin nha anh em nhé. Bình thường con này em bán là trên trường là đâu đó khoảng 3.6 triệu, đi nhập về thực ra em đi nhập về cũng phải tầm 2.5 triệu, 2.6 triệu rồi. Đây mua thâu này, con hàng lướt này, con bãi này là 2.250.000 đồng, 700W kênh các bác nhá. Hàng zin rất là keo, chỉ zin hết này, keo tụ zin hết này, anh em nhé. Nhìn lên cho anh rồi thì đâu DMX MP700 các nhá. MP700 đang hoạt động bình thường, chỉ có một chiếc quạt là vế nào đấy. Vế nào nhớ không? Vế nào? Chỉ biết là một trong hai vế này có một cái quạt nó không chạy thì anh em về mua cho em một quạt để em được về cắm vào. Thay cái này tự có thay được nên em bảo khách lẻ mua cũng được. Con này khách lẻ mua được, thợ mua cũng được, khách lẻ mua cũng được. Nhưng cái nào em dễ em sẽ nói cho các bác. Nhưng cái nào dễ mà khách tự các bác làm được thì dễ, vì để bận đến thay quạt này đơn giản lắm. Nghiêng lên gầm lên. Đây em chỉ luôn cho bác luôn này, thay quạt này. Là gì, là tháo cái ốc bên cạnh này. Đây này. Tháo hai ốc bên cạnh này thì nhấc cái quạt này ra, xong mình tháo cái ốc đây nữa này. Tháo cái thanh này thì mình tháo quạt này ra thôi. Nói chung là tháo này dễ quá nhá. Về anh em thay cái quạt vào cái là ngon. Tại mua quạt có tầm độ 20.000 25.000 cái quạt thôi. Rất là rẻ. Nhưng cái quạt nó nhiều kích cỡ, các bác đo cái cỡ này bác để bác đặt vụ nhà nó đường kính nó khoảng 10 12 phân gì đấy thì anh em đặt nó hợp lý các bác nhá. Bao nhiêu vôn đấy, trên này cái trên mở ra nó sẽ thấy bao nhiêu vôn, bác về bác mua thay vào cho ra đi. 2.250.000 đồng nhá, còn để bãi xịn nhá. Tiếp theo Donoa TB này. TB sâu các nhá. Đây, đẹp nhá, em vệ sinh đẹp rồi. Ok chưa? Và TV sâu đẹp. Trang sau cái ông Tiến ơi. Em có 2-3 đôi em vệ sinh đẹp, bởi vì đằng này cũng nghĩ là đằng nào cũng bán nên em vệ sinh đẹp cho anh em luôn. Các bác nhìn tuốt tát đẹp long lanh rồi. TV sâu M10A các bác nhá. Công suất hoạt động là 250W ở lưới trở là 8 ohm các bác nhá. 250W ở lưới trở 8 ohm.
trọng lượng 13 kg trên thân thùng. TV sao chúng con dòng loa đến từ Driver, loa người thương hiệu Mỹ thôi nhá. In dấu ra. Nó xuất bát chép của Mỹ luôn các bạn. Dòng này xuất Driver là bát chép của Mỹ luôn. Giá hiện trường đang bán đôi này đâu đó khoảng hơn 6 triệu đồng một đôi này, 6.3-6.5 triệu. Và hôm nay mình bán cho bác bán xả lốt, em có tổng cộng là 2-3 đôi nha. 2-3 đôi này. Em bán xả cho anh em này. Mức giá là 4.800.000 đồng nhá. Hôm nay bán xả cho bác luôn 4.800.000 đồng. Thùng rất là gọn, là dòng full bát 25 bao nhiêu thùng gỗ ván ép. Súng của Chef Kennison này. Chef của TV sao Kennison này. Made in USA. 4.800.000 nhá. Chưa bao giờ rẻ như vậy. Rồi full bát 25. Full bát 25 chấp kè. Zin đét nhá. Hàng ấy bao zin, bao xịn và bao đẹp luôn. Thùng quách em vệ sinh cho bác sạch sẽ rồi. Đẹp đẽ rồi. Bao zin, bao xịn, bao đẹp nhá. 4.800.000 đồng. Rồi đánh cái bát lên rồi. Gân vải tẩm dầu là 2 lớp thôi nhá. Gân vải tẩm dầu 2 lốt. Keo chỉ đây. Nhìn xem. Lấy bằng và vàng ươm luôn. Với dòng TB này cái tiếng nó rất là hay, giải chép nó hay lắm. Nó thật sự luôn là nghe cái giải chép và giải bát trong này, giải bát này nó có độ mềm rất là hay. Và nhất là giải chép nó tơi sáng. Đây phân khúc bát 25 có thể nói cực kỳ hay luôn. Chẳng qua đây là số lượng nó về ít. Lẻ được 2-3 đôi em bán xả lốt cho các bác lấy 4 về thôi. Úp lại bát với nó. Bát bỏ đây đây. TB sâu, sâu đây. Của bát này là 200W. Của chép này là dường 50W. Nó 250W. 4.800.000 đồng bác nhá. Rồi cho bát ra đây. Quay vào phân tần. Thì dưới dòng TB ấy, thì nó sử dụng Driver phân tần đi các bạn. Hai bát chép nó đồng bộ tất cả TB hết các bạn. Tất cả đồng bộ luôn. Thì bác phải thấy đây. Giờ đây quay cho bác phân tần. Phân tần sản xuất tại Mỹ luôn bác nhá. Để bác nhìn thấy không? Made in USA luôn. Em zoom vào trong ấy. Phân tần TB sâu trùng con. Nhưng mà phân tần nó sản xuất tại Mỹ luôn nhá. Anh em nhá, giữ cho anh nhá, tiền nhá. Bác nhìn ra tụ hóa, tụ của Mỹ này, USA hết. Quận cảm số 3, 2 quận cảm 2, 4 tụ. Cái này tụ kép này, à đâu, 6 tụ ạ. 5 tụ, xin lỗi ạ, 5 tụ. 2 tụ bên trong này, 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 tụ. 6 tụ nhá. Và một chở của TB sâu. Đấy, phần tần rất là chất luôn. Chưa bao giờ giá êm như bây giờ. Đợt này thực sự là em bắt đầu dọn kho những cái mã nào lẻ lẻ vài đôi này bán xả cho bác. Cái giá vô cùng rẻ luôn cho bác chơi. Điều này bạn săn hàng thì tuyệt vời. Là TB sâu bắt 25. Ok cho ra đi ạ. Tiếp theo là em có một con vang hàng lướt nhá. Khẩu khách. Sau này vào lấy cho anh chai nước trong tủ lạnh ra với. Cho xin uống nước với khát. Con vang hàng lướt luôn nhá. Con vang này thì con vang hàng khách hàng mới dùng được vài hôm thôi. Em đi nâng cấp cho bác chủ con vang S700 Pro. Bác chủ ở dưới Phú Lương, Phú Lương Hà Đông. Con này thì đang bán mới mức giá là 2.4 triệu. Thì con này em thâu lại các bác chủ dùng được hàng lướt nên em vẫn bảo hành 1 năm như bình thường nhá, vì là hàng lướt nó dùng được vài hôm thôi. Dùng vài ngày thôi bác. Nhà con này dùng được vài ngày thôi bác nhá. Mình dùng được khoảng đâu đó khoảng tuần. Thì mình thâu lại thì vừa có mua những con hàng lướt này vẫn bảo hành như hàng mới, nguyên đai nguyên tem. Và nó cũng như mới luôn. Các bác mua được giá nó êm. Đấy. Thì trước mắt bác là con vang DB. DB Artix. KM3 20 Plus. KM3 20 Plus bác nhá. KM3 20 Plus bác nhá. Con vang cơ lai số. Cơ lai số của DB tích hợp revert bớt tốt cổng quang đầy đủ. Echo này, revert này, fake này. Điều chỉnh mic này, fake này, music này. 320 Plus. Đầy đủ bác nhá. Màn hình. Con này có đầy đủ tính năng luôn và điều quan trọng là nó rất dễ tinh chỉnh. Con này bác mua về bác lắp kèm với cái con âm ly cũ để thứ nhất nó có tiếng vợt, cái thứ hai nữa là nó có chống hú và đều tính năng từ Bluetooth các thứ, bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. Xem sau cho anh với. Đấy. Sau cổng quang nhá, cổng quốc dân này, cổng
đấy, và Bluetooth này. Và ở đây nó có rất nhiều đường súp, bác nhìn thấy đây, súp này, hai đường súp, nó tổng cộng có 4 đường súp ra, 2 này, 4 này, ao ra này, 2 này, 4 này, 4 đường ao ra và 4 đường súp. Nghe con này thiết kế rất nhiều đường súp luôn bạn, rất nhiều đường súp luôn. Aux thì aux vào có 2 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 7 đường vào. Ok, giá hôm nay Vinh bán thâu này, hàng lên lướt của khách, giá là 1.550.000 đồng bác nhá, 1.550.000 đồng em này, chỉ có 1.550.000 đồng thôi bác, xử cho mình con vàng cơ lai số vì chất lượng luôn, chính hãng luôn, bảo hành 1 năm. Ok, cho ra đi. Tiếp theo nữa là con gì đấy, con quản lý nguồn, quản lý nguồn sau quản lý nguồn sẽ bán xả cho bác cũng đun loa. Quản lý nguồn là quản lý nguồn chính hãng nhập khẩu của MB bác nhá, MB Auto S600 Pro 2 thì mẫu này em đang vẫn đang sell mức giá gần như giá, như là gần như giá gốc bán lấy tương tác thôi ạ, gần như giá gốc bán lấy tương tác cho bác. Cái mẫu này hiện tại em đang sell mức giá 950.000 đồng một con vàng. Nhưng bác đừng nhìn vào giá đã, bác phải điều quan trọng là thị trường sử dụng quản lý nguồn hai tầng lọc như em ở giá này thì không có luôn bạn. 950.000 đồng là giá riêng trong ngày hôm nay này, em hỗ trợ là bao ship các nhá, riêng trong clip ngày hôm nay mình hỗ trợ bao ship tích hợp hai tầng lọc, các bác nhận hàng mở xem thoải mái rồi thanh toán thôi nhá. Tích hai tầng hợp hai tầng lọc này, quận cảm này, hai tụ lọc, một tầng lọc bằng quận cảm bằng đồng và hai tụ lọc, một biến áp này, automat, quay cả ruột cho anh em xem, về anh em xem thoải mái. Như thì quản lý nguồn nào thiết bị không thể thiếu được bộ dàn gia đình sự kiện hay phòng hát, vì nó đảm bảo cho bác chức năng đó là bảo vệ bộ dàn đi, tình trạng sẽ đánh chập điện này. Tình trạng thứ hai là sôi xì bộ dàn sẽ giảm đi, sôi xì bộ dàn giảm đi, và cái hai là mình tiện lợi mình cắm tất cả thiết bị đây, mình đỡ bị giảm tình trạng nhân luận nó bụp ra loa, nó bụp ra loa vì nó sốc điện ấy sẽ bụp ra loa, tắt cơ chế tắt nó có le trễ từng cổng nên nó sẽ bảo vệ an toàn cho bộ dàn của bác. Và điều quan trọng nữa, con quản lý nguồn này giá hôm nay em sell này, em bao ship cho anh em nhá, lưu ý nhớ nhắc nghiêng lên, thì mình bao ship cho bác và em tặng kèm cho bác này mỗi quản lý nguồn một cái đèn led này để bác soi sáng trường hợp những bác nào đi xô ở xung quanh nó đèn đường không có, mình cắm đây xung quanh chỗ đấy, chỗ tủ máy mình nó tối, thì thường đa số là những bác tủ máy thì các bác để bên cạnh cánh gà hay gì đó thì thường nó sẽ không có đèn, đúng không ạ, thì có cái đèn này bác dễ nó soi dọi, hay là bác ở nhà cũng vậy, nó soi dọi có dễ dàng tinh chỉnh tắt bật nó hợp lý đấy, xoay kiểu gì nghiêng ngả phía trước phía sau đều được. Cái đèn này thì nó thoải mái 360 độ rồi ngửa nghiêng đủ các loại, còn đèn led mềm nhé, led trẻ mà. Khóa automat này công tác tắt bật này. Nếu mà các bác cần dùng tắt bật từng cổng thì bác tắt ở đây, còn nếu bắt tắt tổng thì tắt đây, nó sẽ nhảy từng cổng luôn đấy, nhảy từng cổng thì tắt bật tổng đây đấy. Và có màn hình led nhé, có một ổ đằng trước là điện trực tiếp và 8 ổ sau là điện gián tiếp, và cái điều quan trọng là 950.000 đồng bao ship và có 2 tầng lọc. Đấy là điều quan trọng nhất trong clip ngày hôm nay. Bán xe bác thì giá vô cùng hợp lý luôn. Ok, cho ra đi ạ. Tiếp theo cho đồ loa AB Tham lên đi. Đồ loa AB Tham đấy nhá. Con này màng nó còn dưỡng này. Để căng vào. Không cần đâu, đại căng tạm vào đi nghe, để quay. Để căng vào để cho bác hình dung là dễ. Đây cái dòng này thì em còn 2 đôi các bạn. Thế là hôm trước bán bao nhiêu bác, nhiều bác hỏi bảo tưởng hết rồi, và ta vừa cũng còn 2 đôi. Mở test ra đi. Đây 2 đôi, quay cho bác. Đây là Lola AB Tham đến từ thương hiệu Pháp bác nhá, thương hiệu Pháp AB Tham quá quen thuộc các bác rồi. Model của nó sang sau đấy ạ. Model của nó là LM10 ấy, 10 bác nhá, công suất là 200 W, nội trợ 8 ohm. Đồng loa đến thự Pháp AB Tham. Quá quen thuộc rồi bạn. Thật hơi phía sau có ngăn chống chuột này, đỡ vừa nghe chuột không no chuột bọ chui vào nhá. Đó thiết kế thùng cân. Em dựng đấy, thiết kế thùng cân này. Bát 25 đề full form rất là đẹp luôn. Cái này em vệ sinh rồi. Mỗi hôm em quay em cứ lười em để mộc, hôm nay em vệ sinh bác nhìn nó như mới luôn. Vệ sinh rồi mình nói gì đâu, mình lấy cái này. Đây cái lọ sơn A212 xịt bay qua cái này là đẹp xuất sắc luôn, thế mà làm thôi. Hôm nay điều quan trọng này. Đôi loa AB Tham thử Pháp.
zin đẹp nha các bác nhá. Zin đẹp. Giữ cho anh cái. Gân vải đậm dầu hai lớp, màng còn giữ ẩm nha các bác nhá. Màng giữ nhẹ. Đấy, bóng giữ nhẹ luôn. Xoay 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 xoay. Xoay chóng mặt anh quá. Đây. Nó sụp của cái dòng này The Driver ấy. The Driver cực kỳ mạnh luôn, là sử dụng bát chép Kento. Bát chép Kento dòng loa ấy, dùng driver mạnh nhất của phần dòng loa AB Tham nhá. Bát chép Kento đều quay. Giữ nguyên, tiến giữ cho anh chéo này này. Dụng củ chép 450 cực kỳ lớn nhá. Bát là coi bát rồi, bát coi 70 coi 63 thôi nhá. Đấy bác chưa? Bác cứ gõ dòng này đang chưa bán thị trường bao nhiêu. Là 6 triệu rưỡi 7 triệu ấy. Đây em bán lấy vốn về lốt thôi. Hàng bao zin nhá mấy nhá. Hàng bao zin nhá. Bao zin anh em nhá. Đưa cái bát kia đây. Đưa bát kia đây, bát bên kia. À zin, nhưng mà có những con nó về ấy là nó bị kiểu bên kia nó bị. Đây này. Con này về nó bị gãy cái sắt này, trong bộ em phải kẹp lại. Nghe là hôm trước nó bị tuột cái lẫy này này. Kẹp lại này, còn zin đét luôn. Zin đét được keo chỉ bên cạnh. Anh em nhìn thấy mình keo. Không, bác nhìn thấy nó khác đây. Có hai đôi, mình có hai đôi, giữ cho anh để cạnh đây, để chiếc đấy ở đây. Đây này. Không về các bác lại thấy nó gãy ở đây, bác bảo của em này làm gì của bác, không phải đâu. Vì là hôm trước là cái mặt này này, cái mặt bích này này bị gãy này, hôm trước là lắn một cái về là nó bị mất cái này này. Mất này này, trong bô lúc bỏ ra nó gãy. Vậy mà cái tấm sắt này trong bô mình kẹp lại. Kẹp lại vào. Kẹp lại. Anh em nhé. Bao zin bao xịn anh em nhé. Thầy bác nhìn củ côn nó bên ngay. Nhìn anh em nhìn côn, nhìn được côn luôn. Nhìn côn luôn luôn. Zin đét nhá. Giá ơ kìa, giá đâu rồi? Giá tờ giấy giá đâu nhỉ? Giá hôm nay em bán sale cho bác này. Thùng gỗ ván ép nhá bác nhá. Thùng gỗ ván ép này giá 4 triệu 2 đô này nhá. Đô này nhanh thì còn, chậm là hết này bác. Thật sự giá rất là rẻ. Em bán gọi thanh lý lấy vốn rồi về thôi bác. Lỗ thì vốn về thôi. Còn có hai đôi. Cái điều quan trọng là cái dòng này đời driver rất là mạnh. Bình thường những bác nào mua dòng AB Tham nó có đời khác, có đời nó dùng là bát khác, nó phải bát. Nghe bát của AB Tham, nhưng nó này không phải bát Kento ở đâu. Nhưng đây này đời driver này, đời driver mạnh nhất, nó dùng là bát chép Kento. Trong này dòng bát từ 17. Từ 17 coi 63 các bác nhá. Bát chép Kento ạ. Chép Kento, bát Kento. Chất lượng như cái dòng bát chép Kento chỉ tích hợp trên những dòng loa cao cấp thôi. Như em thấy là dòng Kento ấy là chỉ tích hợp trên những dòng loa, bác để trên những dòng loa gì thì loa gì thứ Pháp rồi. VTDT đúng rồi, VTDT nó sử dụng bát chép Kento. Các bác gõ loa VTDT đấy. Nó cũng là thương hiệu Pháp này, dùng bát chép Kento rất là đắt luôn, và dòng AB Tham này cũng vậy. Bát chép Kento. Ok, cho ra mà đi để quay cái phân tần trong. Để phân tần nhá. 4 triệu 2 đôi này thôi nhá. Phân tần của AB Tham rồi, các bạn nhìn rồi, thì tất cả nó phân tần màu đen hết, 100% kỳ phít màu đen này. Quả trở rất là to luôn, và ba tụ lớn với hai vận cảm. Đấy, dây dợ bọc hết 100%. Nói chung đôi này thì nó là chất. Đấy, bọn lông đen này. Từ phần chép này, phần bát này, rất là chất luôn, 4 triệu 2 đôi này thôi nhá. Vô cùng rẻ luôn. Đây mình còn lẻ lốt, em hôm nay em cho anh em vệ sinh, thợ thiền vệ sinh ở bên trời. Ở dưới nó có hai hộp cắm loa này bác này, hai hộp cắm loa có chân đế nhá anh em nhá. Em còn hai đôi thôi, 4.200.000 đồng đôi này, bát 25 full chép kèn. Rồi cho ra đi, bán hôm nay bán xả các bác còn rẻ hơn cả giá bán buôn, thì anh em đi nhập trả giá này đâu. Cho nghe cất ra chưa, cho ấy đi, cho bộ mic lên đi, mic PS con lâng này lên được con gì đấy, vang à, con vang lên đi. Tiếp theo là con vang hàng mới tinh đập hộp của PS con nhá. Con vang PS hôm nay đều vang mới bán xả, riêng con này hàng mới bán xả vì số lượng nó còn không nhiều, bán xả lốt lấy vốn về bán đẩy cho nhà hãng. Thì con này đang bán mới là mức giá là 2 triệu đồng, thì hôm nay bán xả lốt lấy vốn về mức giá là số lượng em còn khoảng 4-5 con nữa, anh em thợ thuyền kết lối thì bán theo giá này. Ở trong tầm tiền thì con vang hay nhất trong một khúc luôn bác nhá, cực kỳ hay, một tiếng echo nó rất là mượt mà, thích hợp cả điều khiển luôn. Đây hàng mới tinh nhá, điều khiển này, vít này, rồi là anten này, dây nguồn này, nghe đầy đủ hết luôn. Điều khiển vít anten này, có USB này, có Bluetooth này, có cổng quang luôn. Con vang PSRX 300. Con
cơ bác nhá, tích hợp reverse, nhưng reverse con này thì nó nhẹ. SRX 300 giá 1.300.000 đồng con này. 1.300.000 bác nhá. Chưa bao giờ bán giá rẻ này đâu bác. Giá vô cùng rẻ luôn bác. 1.300.000 đồng. Xay vì sau vậy ạ. Hàng mới tinh nên là không có điểm nào phân tích, điểm trừ nào cả. Bây giờ quay hàng mới để tính năng nó thôi. Thì bác để đây tất cả tính năng từ cổng quang này, Bluetooth này, tín hiệu vào này. Đấy. Và tín hiệu ra. Tín hiệu ra nó có sub Kenter, Nightride, Netride đều có. Rack out. Nghe con này có rất nhiều đường ra, tổng 2 này, 4 này, 6 đường ra. Rất nhiều đường ra. Số lượng đường ra nó ngang ngửa một con số luôn. Rất nhiều đường ra luôn các bạn. Chỉ có 1.300.000 đồng một con vàng. Giá vô cùng rẻ luôn mà đầy đủ tính năng, chất lượng. Cho bác hàng chính hãng, nhập khẩu, bảo hành 1 năm coi nhá. 1.300.000 đồng, PSRX 300. Rồi. Cho đôi DMX lên đi ạ. Đây có đôi DMX, bản đời cao nhất của DMX ạ. Rồi. Em bây giờ có phải làm cái đẹp như thế này đó, quay cho bác cũng thích. Để hôm trước cứ để bụi bụi, nhiều bác lên và quay hàng nó dính bụi bụi. Bụi bụi rồi là nhìn nó vết bẩn. Em bơ hôm nay làm cho bác là như Ngọc Trinh luôn. Hắc Ngọc Trinh. Ngọc Trinh là trắng nhưng ở đây gọi là Ngọc Trinh. Cứ đẹp này thôi, tại vì hàng bên em bản thân nhà em về hàng bản thân nó đẹp hết rồi, nó không vỡ viết gì cả, nó có thể về một hai vết xước. Thì bây giờ sau khi mình cưa táp xong thì nó cũng như này này. Như em nói là cầm cái lọ sơn xịt qua cái nó đẹp như này thôi. Đấy, đẹp ống ngà thôi, đẹp xuất sắc luôn cho bác luôn. Chơi loa bãi thì nó cũng như này thôi, toàn là vệ sinh hết các bạn. Toàn vệ sinh cưa táp lại một chút ở bên ngoài. Chứ không phải nhiều khi anh em bảo nhập về nó như mới đâu, không có chuyện đấy đâu ạ. Bây giờ em hỏi các bác chơi loa bãi, các bác bản thân bác mua đôi loa mới về bác dùng nhà bác để 2-3 năm rồi. Nó bám bụi hay nó tạo ngấn thì bác treo loa lên hạ xuống nó tạo ngấn nhiếc đúng không ạ? Thì bây giờ làm sao cái người bán mà lại bảo là tôi nhập cái loa về nó như mới, không có chuyện đấy. Mà chỉ có là mình vệ sinh đi rồi, trải chuốt đi một tí bên ngoài thôi thì nó sẽ như mới thì đúng. Như em hôm nay em quay cho bác này, sau khi vệ sinh nó cứ như này thôi, đẹp óng à cho bác luôn. Thì trước mắt các bác là đôi DMX. Đôi loa đến từ thương hiệu của Ý, DMX VX10. Cái bản này rất là cao luôn bác nhá. Công suất hoạt động là 200W ở lỗ trở 8 ohm. Đấy. Cái dòng này ấy, thì bác chơi trên âm ly được có nhá. Riêng đối dòng DMX nó sử dụng là bát chép của Ý luôn. Nhưng bát chép thường hầu như là được. Tại sao nói từ bát chép của Ý, vì nó sử dụng là bát chép của BMC. DMX nó bản thân nó là thương hiệu Ý mà. DMX là dòng loa thì thương hiệu Ý, mua hàng mới rất là đắt. Một đôi loa bát hai năm này bác mua mới thôi, giá nó cũng tầm 14-15, 16-17 triệu một đôi. Thì anh em mua hàng bãi giá đơn giản 6-70%. Thì hiện tại đôi này trên thị trường đang bán mức giá là 6 triệu, thì hôm nay thì mình bán cho anh em mức giá là 4.400.000 đồng đôi này. Con này thiết kế thùng hơi vát, tóc săn bỏ đây. Đấy, các bạn nhìn nhé, thùng hơi vát nhẹ nhá anh em nhá. Xem sau nè, có một tay nắm này. Đấy, hàng đẹp nhá, vệ sinh đẹp cho bác luôn. Zoom lên nhá, ban ngày quay cũng không có điểm che nào luôn. Đấy, thì hôm nay thì mình bán này cho bác này, bán giao lưu cho anh em. Số lượng em còn đôi này thì nó nhiều hơn đôi AB Thang kia, đôi này còn 3 đôi. Thì em bán xả cho anh em mức giá 4.400.000 nhá, quay từ 17 coi 63. Từ 17 coi 63. Chép BMC, bát BMC, tiến là đen cho anh với DMX. Keo chỉ nó đây. Zin net nha anh em nhá. Hàng thì mình bao zin bao xịt bảo hành 1 năm. Đối với hàng bãi em bán bao zin bao xịt bảo hành 1 năm. Đây nó chân đây cũng đồng vàng óng ngựa. Vàng gọi bằng vàng ấy. Cho nó mỹ nhiều. Thực ra nó màu đồng các bạn, bằng đồng. Vân vải thẩm dầu là 2 lớp thôi nhá. Màng, sần. Bát 25. Chép kèn. Cục chép của BMC. Chép BMC đây. Chép đêm ấy. DMX model là CD34. Công suất là 30. Đấy. Chép bánh răng nhá, cực kỳ chất lượng luôn của DMX. Để chép BMC anh em nhé. Phế vàng rất đẹp luôn. Để zoom lại thì nó thật. Cực kỳ chất lượng nhá. Hôm nay sale bác 4 triệu, có 4 triệu 4 đôi thôi. Giá rẻ nhất Việt Nam luôn, nói thẳng luôn. Vô địch giá luôn. Chưa bao giờ săn hàng mà hàng đẹp nhá, giá rẻ như bây giờ luôn. Mình bán hôm nay là nhân công thì em đông thì em cố gắng em dọn dẹp cho bác, còn hàng nó đẹp cho bác về bác chỉ dùng thôi. Model là VX10. Đấy, xung quả phân tần rất là gấu luôn. Tụ sử dụng tụ do si chở nhôm. Quận cảm, hai quận cảm lớn nhá.
đối dòng D với những phiên bản đời gần này đều là tụ. Vâng, thì bạn. Đây là phân tần, nó sử dụng phân tần đỏ bác nhá. Đấy, phân tần đỏ. Công tiêu âm đây, thùng này rồi, thùng gỗ ván ép bác nhá. Thùng gỗ ván ép thùng nước đây bác nhìn thấy đây vết ngấn luôn này. Em ván ép này, ván ép này là thùng nó chịu nước, gọi là thùng gỗ ván ép thùng nước bác nhá. Rồi cho ta đi ạ. Thùng gỗ ván ép thùng nước đẹp long lanh nha các bác nhá. Rồi cho anh bộ mic PS lên đi. Tiếp theo là bộ mic PS. PS GS100. Đây bộ mic Cro hàng mới tinh đập hồng của hàng PS nha bác nhá. Hàng mới tinh luôn. Đấy. Tại sao mới tinh em sale thì vừa báo cáo thì là có, tại vì có bây giờ thứ nhất là thời điểm này thì điểm Trung thu. Và cái thứ hai là thời điểm này em muốn làm ra chương trình khuyến mãi ưu đãi cho bác, nên một số cái thứ thiết bị là kiểu những hàng mới em sale cho anh em. Thì mô đen này hàng mới tinh, số lượng em không có nhiều, em có khoảng 3-4 bộ sale cho bác với mức giá này, cho anh em chơi hàng chính hãng với chất lượng cao, giá tốt nhất, bán gần như lấy vốn về thôi. Thì bác nhìn mặt này, bác nhìn thấy như này, tưởng là xước không phải đâu, đây, mặt này nó có một cái vết bóc này mà. Như bác, nhiều bác gọi các bác lớn tuổi, bác nhìn không thấy đúng không? Đây bác nhìn thấy à? Sao nó thấy băng thì nó thấy cái giấy băng dính đâu nhỉ? Nhưng khi mình tì tay vào đây, cạy này. Đây cạy phải, em phải cạy này. Cứ zoom lên tí nhá. Đấy phải cạy đấy, cạy nhẹ ra rồi. Đấy, anh em cạy ra chưa? Thì nó có lớp bi lông. Còn đây khi nó chưa cạy bác nhìn này, gần như có phát hiện ra đâu. Nhưng bản thân mình phải cạy. Thì khi bóc với bi lông này thì cái vết này sẽ là mới toanh luôn. Thì nhiều bác hỏi em bán rõ ràng, em nhiều bác nhận hàng em bảo là rõ ràng ông bảo bán hàng xả hàng mới mà tôi nhận nó cho cái màn hình nó xước xước này, nhưng không phải đâu, đây thì vết thì là lớp ni lông thôi nhá. Đấy, tại vì hàng em bán có cái hạt bụi nào thủ bác đâu, hàng mất tất cả nguyên đai nguyên tem hết thế này, chỉ có là các bác nhận được cái màn hình thì bác cũng như các bác kỹ tính, các bác muốn đẹp hơn thì bác bóc ngay ra, còn không bác thì cứ để đấy để cho nó bảo vệ. Đấy, tùy các bác nhá. Thì trước mắt qua đây là bộ micro, bộ này đang bán mới trên trường đang giá là 2,7-2,8. Thì hôm nay em mình bán cho anh em mức giá là 1.650.000 đồng một bộ này, bán đến tương tác cho anh em rồi. Anh thì có tội gì phải đi mua những cái hàng trôi nổi thị trường, những dòng xua nhái, những dòng trôi nổi thị trường làm gì cho mệt người, thật sự luôn. Vì hôm nay em bán sẵn sàng rồi, bán đến tương tác cho anh em chơi thôi. Bộ này thì tiếng mic rất là mượt luôn, rất là mượt, phù hợp cho anh em chơi gia đình đấy, hoặc là sân vườn nhỏ nhỏ thôi đấy. PS G 100 Plus, hàng chính hãng của PS luôn luôn nhá, bảo hành 1 năm. Đây dâu anten này mới tanh, đeo để trong hộp này, pin dùng thử một lần này, tay nó toàn tay nhôm luôn nhá, tay nhôm này, dùng sơn nó sơn phủ alốt luôn nhá. Đây chính hãng PS G100 luôn, đây PS đây, phủ đây PS luôn nhá, PS nhá, tem PS nhá, nhà chính hãng luôn nhá, tay đuôi chuột nha anh em nhá, rất là chất lượng luôn, tay nhôm sử phủ sơn alốt. Bác nhìn cái hàng hãng thì bao giờ cái từ cái lớp sơn nó lại giữ cho anh người đấy, lớp sơn nó sẽ khác biệt hẳn luôn. Ở đây khác biệt cái gì? Ở đây bác thấy này, lớp sơn này nó khác với dòng xua nhái, bác thường dùng một thời gian là sơn nó tự rộp lên, nó bong, nhưng cái dòng này nó không bao giờ rộp bong được sơn. Không bao giờ rộp và bong sơn vì nó dùng là sơn alốt, là một lớp sơn phủ la lô thì bền luôn bác nhá. Đây bác nhìn hàng hãng giải tần nó là 640 và 690, giải tần rất là cao luôn bác nhá. 640 và 690. Đấy. Ở đây bác thấy là đây là từ cái vấn đề là củ này. 6 ly này, chống lăn này, tai nhá, đi kèm quả tai này. Đấy, tai này. Chúng lăn rất là dày dặn, rất là xịn, chuyên nghiệp luôn. Pin dùng lần bỏ đi. 1.650.000 đồng nhá. Ok cho ta đi ạ. Xem con loang số cuối cùng rồi. Loang số. Tiếp theo có một vang hàng lướt các bạn. Con này hàng lướt, chủ dùng được thời gian ngắn rồi, thì em thâu lại, nhưng mà có một cái vết, nó có vết bạn, hàng mới, vết chủ thì em nhìn tất cả mới hết, bạn. Mới toanh luôn, một vết này điểm chỗ này nó hơi sậm sạm, hơi sậm sạm thì, quay đời 2024 anh em này, anh em bản mới mà những chỗ này vết điểm sậm sạm tí, sạm, hàng của DB Atic coi nhá, gọi là hơi sức nhẹ đi chỗ đấy, sậm sạm tí chỗ đấy, ok chưa, đấy mỗi điểm đấy thôi. Thì hàng lướt mà. Thì mình bình thường đang bán là 8.6 con này, thì hôm nay có bác mua ăn thâu lại ở khách thì con này đang bán với giá là 6.2 triệu nhé, 6.2 con vàng 800 này. Con này thì vẫn bảo hành cho bác nguyên nguyên như mới luôn, là bảo hành 2 năm bác nhé, bảo hành 2 năm như hàng mới luôn.
thì những con này em thì những con này nó hàng lướt nên là vất vả hành như hàng mới. Chỉ có cái điểm nào mà theo hầu khách nó điểm trừ chỗ nào thì em nói cho bác thôi, vui như vừa nãy một điểm sạm đấy, gọi điểm trừ nhẹ một tí, còn mọi thứ ok hết, nguyên đai nguyên tem, chính sách bảo hành như mới luôn nha các bác nhá. Đấy, đây ở đây thì chủ gửi cho em rồi này, là ở đây đầy đủ hết tại vì người ta dùng lướt mà. Anten này, quên xin lỗi ạ, cáp quang này, dây kết nối này, máy tính này, điều khiển này, dây nguồn này. Đấy. Và các mua này giá này rẻ được tận 2,5 triệu, gần 2,5 triệu rồi. Để có mua con hàng lướt này rẻ được 2,5 triệu rồi, giá vô cùng hợp lý cho anh em chơi con vang DBS 800 Plus, đây là phiên bản S 800 Plus nhưng phải 800 thường đâu nhá. Đây là phiên bản S 800 Plus, các lưu cho em đây, bản S 800 Plus nhá. Con này, cái bản này bản nâng cấp của S 800 thường, chứ bản S 800 thường thì sẽ rẻ hơn. Còn đây là S 800 Plus nhá. Đấy, lưu ý cho em đây, bản là S 800 Plus. Hai màn hình rất là khỏe khoắn, trong này thì cho chất âm rất là hay. Ở phân khúc vang, ở phân khúc dưới 10 triệu đây con vang hay nhất. Mời mình rất là tâm đắc nhất, hay nhất luôn nhá. Tiếng con này rất là hay luôn các nhá. Ok cho ra đi ạ. 6,200,000 đồng. Còn cả hộp nhiếc nhá, hộp nhiếc sách nhiếc đầy đủ. À, cho anh con ấy đi, con mic đi, mic kia. Mic của ấy. Thành rạch bắt hết kiểu loa vào chưa? Bắt hết vào đi. Bắt nhớ kẹp dây nhá. Tiếp theo nữa là bộ micro hàng mới tinh, đập hộp của Pedro, mã hiệu M99. Cái mẫu này thì hiện tại Hiếu Minh còn tồn nó khoảng độ 3 bộ. 3 bộ em xả cho bác thì cũng như với em nói này, bác nhìn cái vết này. Các bác nhìn đây, bác không thấy cái mi lông đâu cả. Nhiều bác cứ gọi thì vụ em bán cho bác hàng mới nói, bác nhìn cái vết này. Bác ấy tưởng là vết bẩn hay vết gì, không phải đâu, là cái vết mi lông nó bủ phủ đây. Mình lau đi này. Đấy, hay vết này. Cái vết mờ mờ thâm này, cái bất kỳ hàng nào cũng thế. Hàng của DB hay PS cũng vậy. Bất kỳ hàng nào vậy thì các bác muốn nó đẹp thì anh em đây, các bác nhìn thấy vết bây giờ không thấy mi lông đâu đúng không ạ? Khi mình cậy đây là thấy mi lông này. Đây, phải dùng bằng tay cậy. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mới ra cái mi lông này đấy. Còn khi bác nhìn vào đây cũng không thấy mi lông đâu đúng không ạ? Thực ra nó có một lớp mi lông ở ngoài, anh em muốn mới hơn, anh em bóc ra. Còn em bán bác thì bơi từ cái nắp nước, từ mọi thứ nó mới toanh, có thể đều đủ phương tiện hết. Em báo bác trên kênh. Thì đây trước mắt các bác bộ micro chuyên cho anh em sự kiện nhá. Chuyên cho bác sự kiện, xin nhắc lại là chuyên cho anh em sự kiện. Anh em là sự kiện này. Gia đình phòng hát, anh em bắt sóng xa 50-100m thoải mái rồi, là bộ mic này nhá bác nhá. Thì mic của dày, đầy nó hay. Riêng bộ này bộ chuyên cho sự kiện, còn các bác có điều kiện hơn, bác chơi gia đình tuyệt vời. Đang bán mới bộ này đâu đó là 6,5-7 triệu, thì hôm nay em bán cho anh em. Bán đến tương tác lấy vốn về, em còn vài bộ thôi. Giá là 4,200,000 đồng bộ này bác nhá. Bộ này thì dòng nó dòng bị tím tay đuôi chuột đúng nhá. Cái dòng này thiết kế như dòng Dinaka ấy. Thứ hai nó tháo được củ rồi, xoáy ra. Model là M99 này. Nghe dòng này nó thiết kế củ rời như dòng xua luôn bạn. Đấy, nghe bác. Chế trường hợp mình có bộ xua mình có thử thoải mái để cho bắt sóng xa thoải mái. Đây là củ nó. Xoáy nữa, để chụp ra thì ra củ. Những củ đó chứ củ xịn lắm. Khi một quả mic cao cấp thì bác nhìn củ nó khác biệt hẳn. Này. Bác nhìn chưa, nó khác biệt hẳn chưa, củ xịn này. Đây là củ cho sự kiện này, anh em nhé. Chứ củ gia đình nó không có củ này đâu ạ, anh em ạ. Chứ nó sự kiện này. Đấy. Thì mình có rất là dày luôn, rất là xịn sò luôn anh em nhé. Mình tháo rời luôn. Tay nhôm rất là dày luôn, tay nhôm dày lắm. Mình dùng thử một lần này. Ok. Giá 4,2 triệu bác nhá. 4,2 triệu, em còn vài bộ nữa bán xả cho anh em chuyên nào sự kiện, bác lấy bộ này tuyệt vời, 4,2 triệu đồng. Đấy. Ok cho ra điện. Tiếp theo nữa là đôi loa DMX C vừa thôi, thiết kế thùng cân nữa nhá. Đấy. Hôm trước là em chưa vệ sinh, hôm nay em vệ sinh đẹp rồi, mình quay khoe cho anh em đấy, đẹp chưa, về cái bách lên kệ mà dùng thôi. Em muốn quay đẹp luôn cho bác đây, đẹp chưa? Đấy, các anh em thích muốn đẹp thì đây. Hôm nay em quay đẹp cho anh em, ok chưa? Hôm trước là cái gì? Mình chưa vệ sinh ấy, thì nó tạo ngấn đây này. Thì hôm nay vệ sinh đẹp cho anh em luôn, về chỉ dùng thôi. Thì trước mắt qua là đôi DMX D10 25 mão nhá.
luôn em còn 2-3 đôi thôi, nhanh thì còn chậm thì hết này, giá bán rất là rẻ luôn. Đôi đang bán mới, ở bên bán mới thì là mấy triệu đôi này, còn đang bán bãi anh em đang bán khoảng 6 triệu đôi này. Và hôm nay bán giả sẽ xả cho anh em một giá 4.250.000 đồng, bán rẻ hơn cả giá thợ luôn. Anh em đi thợ mua không giá này đâu, thật sự luôn. DMX D125 mã có chốt hoạt động là 200W nội trợ 8 ôm. Trồng hoa đến từ thương hiệu của Ý, DMX điện máy xanh. DMX có nhá. Đẹp long lanh, xoay đi. Đấy. Quay ban ngày luôn nhá. Đấy, ok chưa? Căng lưới sắt cực kỳ chắc chắn luôn. Đây quay vào đây phần chép, dùng củ chép của BMC các nhá. Củ chép BMC. Của DMX 25. Model nó 25934. Zin đét từ keo chỉ này. Zin đét luôn này anh em nhá. Chép BMC nhá, dùng củ chép BMC này. Đấy. Dùng của bát là bát từ 17. Bát từ 17. Coi 63. Của DMX. Model DMX. DMX Auto DMX. Trồng hoa đến từ thiệu Ý, dùng bát chép của Ý là con rơi ông này đặc thù nó là 100% của bát chép BMC. Keo chỉ Zin đét luôn nhá. DMX 27 mã bát nó 27092. Cái này em còn 2-3 đôi đấy, bán xả lốt cho anh em chơi. Gân vải thẩm dầu là hai lớp đó nhá. Mang bóng chống nước nhẹ. Đấy, lon sần. Ok chưa? Hàng zin đét nha, bao zin bao xịn và bao đẹp luôn. Ok. Đây phân tần đấy ạ. Phân tần thì như em nói rồi, nó bản là D125 mã thì bây giờ phân tần nó cũng vậy. D125 mã tụ rồi tụ do tách hết 100 tụ rất xịn luôn, vẫn cảm hai phần. Vẫn cảm. Phân tần rất là lớn, to như quyển vở luôn. Và cái thứ hai nữa là sử dụng rất nhiều tụ và chở nhá, chở 3 chở và 2-4 tụ. Hay hơn cả. Nói chung là đối dòng DMX thì thiết kế phân tần bát chép đều gấu cả. Và điều quan trọng giá rất là tốt, bán xả cho anh em. Thợ mua phải giá này. Và lẻ mua giá này vì số lượng quá ít để bán giả, xả lốt để lấy tiền về thôi. Úp bát vào đây. Giá là 4.200.000 đồng. 4.250.000 đồng nhá. 50.000 đồng. 4.250.000 đồng nha các bác nhá. Một đôi loa bát 25 full chấp kèn. Em chỉ hỏi bác mua giá này nhé, em bác có dùng 1-2 năm nữa bác bán đi bao nhiêu? Bán 2 triệu à? Làm gì có chuyện đấy. Nói chung là bác có bán lại cứ cầm đến với mình, nó có hao thêm một tí thôi vì đây là giá thanh lý thôi. Vì bác ước lượng mà, vì giá trên trường đã bán 6 triệu đôi này rồi, bán giá này rồi thì còn vẹo gì nữa. Hàng bao zin bao xịt bao đẹp nhá. Em vệ sinh sạch sẽ thùng vách, em vệ sinh cho. Tuốt tát cho đẹp long lanh. Ok cho ra đi ông ơi. Tiếp theo cho con cái lưng tiếng lên đi. À con này thì cái phần bên dưới của nó ấy. À, hộp cắm của nó, hộp quàng cắm máy bằng. Ở đây nó sụp bắt bằng ti thôi nhá anh em nhá. Chân nó bằng ti này, đây phần gầm này. Đấy, ti bình răng. Tiếp theo là con lưng tiếng hàng lướt, siêu siêu lướt của khách hàng mới dùng được 4-5 ngày, 5-6 hôm thì em thâu lại em nâng cấp cho bác ý. Con này bác nâng cấp sang con đẩy này. Con đẩy của PS em thâu lại cho anh em. Con này thì bác dùng vào 4-5 hôm thôi. Mua của đơn vị khác người ta không thu lại thì em thu lại, thì con này em bảo hành vẫn như mới luôn bác nhá. Còn lưng tiếng DMX, à quên, DB Autic mang hiệu DC6F phiên bản lưng cao cấp nhất của DB. Tức là lưng cao cấp nhất của DB bác nhá, cao cấp nhất luôn ạ. DAC6S. Giá đang còn mới, con này là 2.400.000 đồng các mua. Con hàng lướt này mức giá là 1.550.000 đồng bác nhá. 1.550.000 đồng hàng lướt này bảo hành 1 năm có nhá, bảo hành 1 năm con hàng lướt này. Các bác nhanh tay nhá bác nhá. Con hàng đẹp như mới luôn và bảo hành như 1 năm như hàng mới luôn. Ba bản thân là nó như mới luôn mà. Nó lướt là dùng được thời gian rất ngắn, có Bluetooth này, Bluetooth. Con này có ở cổng quang luôn. Con này nó tiếng thiết bị không thể thiếu những bộ dàn gia đình hay nghe nhạc, các bác hay nghe nhạc. Thì bác chơi này tuyệt vời luôn bác nhá. Đánh nhạc thì tuyệt vời luôn, bát chép lên lẩy tí tách luôn. Tiếng nó hay, bay. Ok, cho ra đi ạ. Gì đấy. Ừ, cũng tiếp theo con lưng tiếng hàng mới tinh đập hộp, con này thì mới tinh luôn. Số lượng em còn 2-3 con để bán xả lốt cho anh em chơi. Con lưng này thì đang bán mới là 2 triệu. Hiếu này bán, Hiếu Minh bán xả hàng mới này. Bán đi tương tác cho anh em, con này thì rất là hay, nó ngang ngửa con DB kia, ngang ngửa nhưng giá êm hơn. Thì đây bác thấy này, có chiếc áp của Vol 1, Vol 2 này. Đấy, chiếc áp xúc này, con này thì nó rất là hay này, đặc điểm là nó có là chiếc áp riêng của từng kênh này. Đấy, em quay nhá. Còn trước mắt bác là con lưng tiếng PS XT1000 có màn hình này, màn hình theo nhạc. Đấy, input chuyển đổi này. Đấy nhạc dừng bài có USB này. Và điều quan trọng ở đây ấy là nó gì? Là nó có chiếc áp cổ Vol 1, Vol 2 này, kênh A, kênh B. Cái, ngoài bình thường những con lưng tiếng bình thường nó sẽ không có như đấy, nhưng con này nó có hai chiếc áp Vol riêng này.
bốn lún tiến trình chỗ bát trung chép này, bát trung chép và phần phần ở đây là phần trung cao trung thấp ấy. Đấy, đầy đủ tính năng cho bác nhé, các giải tần đều có hết đây. Và điểm nữa là công tắc ấn ra ấn rô là khuếch đại qua và ống qua lưng này, phải được điểm lên ở đây nữa. Phần hai cái chiếc chữ áp cắt của phần xúc nữa, tổng con này có đến đấy. Bình thường những con quản lý lưng tiếng bình thường ấy là 10 chiếc áp thôi, nhưng riêng con này có tận 12 chiếc áp để bác tinh chỉnh chi tiết hơn nữa. Riêng con này có 12 chiếc áp bác nhé, 12 chiếc áp để bác tinh chỉnh cực kỳ tiện lợi từng vế. Và điều quan trọng hôm nay em bán cho bác giá vô cùng hợp lý với con đấy lưng tiếng hoàng mới này, 1.100.000 đồng. Con này súng bốn phút thế hệ 5.0, bắt rất là xa bác nhé, bắt rất là xa, có đầy đủ tính năng, có cổng quang, có cổng các cổng súp, cổng tín hiệu ra đầu vào rất là nhiều để cho bác dễ dàng tinh chỉnh. Và có đến 3 cổng súp, 2 hoa sen, 1 ba lông, và cái con đồng này vậy có 4 đường vào và 4 đường ra, cực kỳ tiện lợi nhé. Chỉ có 1.100.000 đồng thôi, các bác đỡ khỏi đi mua những hàng trôi nổi hiện trường gì, cứ hàng hãng ngoài chơi PSAuto nhé, bảo hành 1 năm, ok cho ta được. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay, nếu kịp buổi chiều nay thì em sẽ quay thêm, vì là hôm nay quay là chưa nhiều lắm, nhưng thì quay clip rất là dài nhưng mà cố gắng nhất có thể. Và cuối cùng trong clip trong buổi chiều nay thì em quay nốt là con quản lý nguồn MBS900 bộ đầu 2, đem mẫu quản lý nguồn không thể thiếu những bộ dàn gia đình sự kiện phòng hát, nhất là sự kiện, vì con này nó có tính năng rất là hay, nó nguồn auto volt, nó chạy được cả điện yếu. Và các bác mua cầm sang nước ngoài một chạy điện 100V vẫn thoải mái, hay 220 đến 240 thoải mái nhé. Cái điều quan trọng con này có chụp 3 đường lọc cực kỳ cao cấp, em bán cái mẫu này thị trường là rẻ nhất Việt Nam luôn, bao rẻ nhất Việt Nam. Và hôm nay em bán cho anh em mức giá 1.550.000 đồng thôi nhé, còn quản lý nguồn này gì các em cho bác tìm cả đất nước Việt Nam không có giá này bỏ ra. Thì nó thật sự cái mẫu này là em nhập khẩu trực tiếp về, em muốn bán lấy tương tác để bác là sau này bác dùng chất rồi bền rồi cho bác ủng hộ sản phẩm khác. Đây có automat này, switch này, tắt bật này, đây chính là cái nút công tắc bật bật nguồn nhá, có 8 cổng này, có màn hình led lớn này, có hai cổng đằng trước điện trực tiếp mà có lấy chụp giật với anh em nhá, lấy chụp giật đậy nó lắp đậy nó này, có lấy chụp giật cho trẻ nhỏ bác nhá. Đấy, đây hai cổng đường trước điện trực tiếp và 8 cổng sau điện gián tiếp. Và điều quan trọng nó sử dụng cục lọc của Mexico, cục lọc sản xuất của đấy trên Mexico, các cái xịn sò nhá, cục lọc lọc nguồn rất là to này của Mexico và những sản xuất tại Made in Mexico. Và hai tụ là hai tầng lọc quần cảm đầu và hai quần cảm đây, và bác ý này, 2 này, 4 này, 6 này, tất cả linh kiện nó rất chất lượng nên bác ý thông số rất chuẩn chỉ luôn, nhìn chưa, thiết còn rất là ngấu này, hàng chi tiết luôn, em dẫn ra em zoom nha các bác, nhận hàng các bác mở cả lắp xem thoải mái anh em nhá, mở lắp xem thoải mái luôn. Ở đằng sau thì có một công tắc chờ để cho bác đấu dây nguồn phụ ra này, dây nguồn thì dùng dây nguồn điện, em mở sẵn một con thôi, bán cho bác là hàng nguyên đai nhá, hàng nguyên tem luôn nhá bác nhá, còn em mở sẵn em review thôi. Dây nguồn điện này, công tắc chờ này và 8 ổ phía sau này. Đấy. Và sự bo và bo nguồn xung chạy auto, con này chữ auto volt là chạy từ 100V đến 240, 220, 224, và tất cả dây nó bọc hết 100%, cực kỳ xịn sò. Nên tại sao nó là cái mẫu này em bao cho anh em bao tham khảo tất cả thị trường Việt Nam luôn. Em cạnh tranh vì em nhập trực tiếp thì làm gì có còn ai cạnh tranh được nữa. Đúng không ạ? Nên là em bảo cái mẫu này em tự tin về, thứ nhất là về chất lượng này. Bán cho bác biết bao nhiêu hàng vạn cái rồi. Một năm em ít nhất bán hàng vạn cái, thì vừa bán bao năm nay rồi. Nhưng bắt đầu đang dùng con mẫu này cho em xuống comment nhé, về chất lượng con này. Phải nói là cực kỳ bền. Trong này thì nó 3 tầng lọc, nó giảm tình trạng xôi xì trên bộ dàn này, giảm tình trạng đi này. Cái thứ hai là sốc bộ dàn, đổ tiếng bù ra loa. Cái thứ ba nữa là xét đánh chập điện này. Cái thứ tư nữa là giảm rú rít này. Đấy, rất nhiều tính năng cho bác luôn anh em. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với tôi nhé, giá chỉ có 1.550.000 đồng thôi. Và xin chào tạm biệt ạ. Và xin chào tạm biệt nhé.